Xin chào quý vị và các bạn nha, mình là Đặng May, Gara Auto Hà Nội. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kiểm tra về cái van hàng nhận bị kẹt van nha. Thì hôm nay mình kiểm tra một cái xe ô tô Mitsubishi đời 2013. Thì tình hình là tình trạng là nước sôi nước nha, nhiệt độ cao nha. Thì trong cái đó là bơm nước thay rồi nha. Thì các nước mới rồi. Thì trong quá trình mình kiểm tra thì có một cái van hàng nhiệt ở đây nhé. Van hàng nhiệt gọi là van sinh hàng ấy, sinh hàng ấy. Thì cái van hàng nhiệt đây, thì khi mà nước nguội thì cái van này nó đóng lại nha. Đấy, khi nước nóng quá thì cái lò xo này nó co lại thì cái van này nó mở cái chỗ van này ra nhá. Thì cái này nó bị kẹt van rồi nha. Thì nước nó không qua được các nước nữa nên là nó bị nóng nước nha. Thì tại sao mình nói thế nhá? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kiểm tra nhá. Thì mình có đun một cái ấm nước sôi rồi. Thì sau khi mà mình gỡ cái van này ra thì mình sẽ cho vào nước sôi nhá. Mình thả vào nước sôi các bạn nhé. Các bạn biết là nước mà đun sôi là 100 độ rồi đúng không? Thì trên cái van là nó để 182 độ C là nó sẽ mở van nhé. Đây mình đun sôi nước rồi. Thì mình đó, các bạn thấy nước nóng không? Trong quá trình mình đun nước sôi rồi nhá, thì mình thả cái van này vào thì cái van này nó không co lại nha, các bạn thấy không? Lò xo không thu vào nhá, van không co lại đó, các bạn thấy chưa? Trên cái van này nó ghi là 82 độ C thì van nó sẽ mở nhá, mở van ra nhá. Đây 82 độ C van mở, nhưng mà mình đun nước là 100 độ rồi nhưng mà van chưa mở, chứng tỏ là van này bị kẹt van nhé. Nếu mà kẹt van này nó sẽ sinh ra nhiệt độ nóng, nhiệt độ lên cao ấy, sôi nước nhé. Thì bằng cách khắc phục là mình sẽ thay thế cái van này nhờ các bạn nhé.